Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc với tỉnh Quảng Bình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Theo báo cáo của tỉnh ủy Quảng Bình, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng về cơ bản, tình hình kinh tế xã hội của địa phương đã chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,29%, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, ngành thủy sản phục hồi nhanh, lĩnh vực du lịch thủy sản tăng trưởng khá, quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và kiểm soát chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được, nhất là trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do thiên tai năm 2017. Năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh tăng cao, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đời sống nhân dân tiếp tục ổn định và cải thiện. Để giúp Quảng Bình phát triển, Thủ tướng gợi ý tỉnh cần cơ cấu lại các ngành kinh tế, lấy du lịch làm nền tảng để phát triển. Muốn vậy phải đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh để xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Bình, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Quảng Bình cần nâng cao chất lượng quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tập trung nguồn lực, nhân lực để phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra có kế hoạch đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng phát triển bền vững, sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xã hội hóa nguồn lực trong thực hiện các công trình, dự án. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty Phát triển Dự án Việt Nam. Dự án được đầu tư xây dựng năm 2016 với tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng nhằm phân loại và xử lý 245 tấn rác thải sinh hoạt trên một ngày bằng công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức, sản xuất 10.000 tấn đất sạch và phân bón khoáng hữu cơ, phát điện công suất 10 MW. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nói chuyện với cán bộ, chuyên gia và công nhân nhà máy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao dự án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại của châu Âu nhằm góp phần giảm thiểu tác động của rác thải đến đời sống của người dân. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Quảng Bình đánh giá cụ thể toàn bộ công nghệ xử lý rác thải của dự án, để trên cơ sở đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt còn hạn chế, nhằm giúp dự án phát triển bền vững.